Trước tiên thì cho phép con chúc thầy một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn tinh tấn trong trí thông minh của mình để chia sẻ và giúp đỡ cho nhân loại. Quê mình hôm nay ăn Tết cũng vui lắm thầy. Dạ. Dạ, ăn Tết cùng với gia đình không à? Tại vì năm nay không ai có tiền đi ra ngoài hết á. Dạ. Còn quý vị thì lâu hết sức lâu mới gặp quý vị luôn á. Thiệt. Năm ngoái tới năm nay luôn á. Con chúc thầy rồi, giờ con xin chúc cho tất cả quý vị khán giả, xin lỗi, quý vị Phật tử. Một năm mới, sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng, và nếu ai còn làm ăn thì phát tài. Dạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Thôi đừng yêu cầu con hát không phải của mình nha. Con hát bài này... cũng có nhiều người nói là sao có một bài hát hoài vậy? Tại vì con cũng không biết sao nữa, vừa rồi năm ngoái năm ngoái hát ở đây nè, được bà con rất yêu thương, tự nhiên cái bài hát được nổi lên. Dạ, con mừng lắm, nhưng mà tại vì con cũng có nhiều bài hát khác nữa chứ không phải bài đó không. Nhưng mà đi tới đâu bà con cũng yêu cầu bài đó không à? Chắc có lẽ đó là tâm trạng chung của chúng ta hả? Cho nên là con mới dám lấy ra hát, thì con chỉ hát đáp ứng theo yêu cầu bà con thôi. Chứ nếu mà con thì con có nhiều thể loại khác để chia sẻ, không chỉ là bài hát đó không đâu. Tại đoạn đường con đi hát là cũng dài và con có nhiều nhiều bài hát khác nữa. Bài đó chỉ là một trong số bài mà con chia sẻ với cái cuộc sống của thực tại hiện nay của rất nhiều gia đình, mà trong đó có gia đình con nữa. Thì lần trước con có tâm sự rồi phải không ạ? Mẹ con á là nhường tài sản lại cho ông chú Út, mà nếu như mà ngày đó mẹ con tranh giành thì nó cũng có cái hay ở chỗ là sẽ giữ được tài sản, mà ông chú Út thì ổng lại không có biết làm ăn, mà đó là cái tài sản để dành làm phủ thờ cho nhà tư đường. Mà chú thì không biết làm ăn, thứ hai chú cũng hơi say xỉn một xíu, rồi chú lại mất sớm, rồi mất hết tài sản luôn. Mà ba con là người kế chú Út, là người con trai cũng sẽ được bà nội cho tài sản đó. Nhưng mà mẹ con, ba mất sớm mà, cho nên mẹ con không có quyết định gì trong chuyện này. Và mẹ con nói thôi, để cho chú Út hết nếu chú Út khó khăn. Vì vậy, một cái bài hát mà con thấy nó rất phù hợp. Bản thân con thì con nghĩ rằng là thôi, mẹ làm rất đúng. Nhờ mẹ như vậy mà cho con có sự cố gắng để con có ngày hôm nay. Chứ con ỷ lại gia đình có tài sản nhiều cái lâm ra quậy thì không được rồi. Dạ. Cho nên là một lần nữa con cảm ơn nhạc sĩ Công Minh Thu đã viết nhạc phẩm rất hay để chia sẻ cho tất cả quý vị, chứ không phải riêng một mình ai cả. Còn hôm nay thì cho con được gửi đến bà con một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng. Ca khúc này rất là phù hợp với không khí hôm nay, các cụ đã ngồi lắng nghe và các cụ sẽ cảm nhận giúp con bài hát này có hay hay không. Đó là ca khúc Lời Mẹ Cho Con. Yeah. Yeah. Quý vị dễ thương quá. Lần nào con đến đây con muốn thấy quý vị giơ tay vậy. Xíu về có giàu sức không? Mỏi tay không? Có ai đấm bóp không? Để con vô đấm bóp cho. Phận người sống được tay gác lúc sinh ra đời đến khi về trời. Sống kiếp người làm sao nhẹ lòng an giấc khi trời về đêm. Cuộc đời lắm chuyện buồn vui lẻ loi kia.
kiếp người vắng cha mẹ rồi. Ai dù dành chờ che tâm hồn thơ bé khóc nghẹn bên hè. Trên cho ta đức yêu thương người, tay ta giang cánh ôm vơi vơi vào lòng mình những phần đơn côi. Sinh ra đời cha mẹ bỏ rơi, thương con thơ mắt con sáng ngời, sâu trong con nỗi đau chưa vơi. Vào những ngày mưa lạnh trời giông, có xa một mình có buồn hay không? Mẹ nguyện hết lòng vì con sẽ yêu thương và đỡ nâng suốt đời. Mai sau mẹ chẳng may tạm biệt nhân thế, nhớ phải vâng lời. Mai sau mẹ chẳng may tạm biệt nhân thế, thì chúng ta vẫn làm đúng trách nhiệm của người con, vẫn hiếu thảo hiếu đạo với những người xung quanh, không chỉ mẹ mình không, và đặc biệt là những người cao tuổi ạ. Sống được tay gác lúc sinh ra đời đến khi về trời, sống kiếp người làm sao nhẹ lòng an giấc khi trời về đêm. Cuộc đời lắm chuyện buồn vui, lẻ loi kiếp người vắng cha mẹ rồi. Ai dâu dành chờ che tâm hồn thơ bé khóc nghẹn bên thương người. Tay ta sang cánh ôm vơi vơi vào lòng mình những phần đơn côi. Sinh ra đời cha mẹ bỏ rơi, thương con thơ mắt con sáng ngời, sâu trong con nỗi đau chưa vơi. Vào những ngày mưa lạnh trời giông, cô xó một mình có buồn hay không? Mẹ nguyện hết lòng vì con sẽ yêu thương và đỡ nâng suốt đời. Mai sau mẹ chẳng may tạm biệt nhân thế, nhớ phải vâng lời. Sáng ngời sâu trong con nỗi đau chưa vơi. Vào những ngày mưa lạnh trời giông, có gió một mình có buồn hay không? Mẹ nguyện hết lòng vì con sẽ yêu thương và đỡ nâng suốt đời. Mai sau mẹ chẳng may tạm biệt nhân thế, sâu mẹ chẳng may tạm biệt nhân thế, nhớ phải vâng lời. Bài này con thấy có một cái câu mà không thể nào kiềm chế được cái cảm xúc, đó là mai
sau mẹ chẳng may, tạm biệt nhân thế, nhớ phải vâng lời. Thật ra quý vị là những người Phật tử và bản thân con cũng vậy. Mặc dù con cũng không có ở trong chùa nhiều, nhưng con đi chùa hát rất là nhiều. Mà con cũng đã thấm nhuần kinh Phật, thấm nhuần rất là nhiều về triết lý. Và con biết là đây chỉ là cõi tạm, chúng ta đến rồi cũng sẽ đi. Đi đến một nơi mà chúng ta không có quyền quyết định được, đúng không quý vị? Vì vậy, không phải một bài hát mà làm cho mọi người sợ, mọi người lo lắng. Bệnh lão, sinh gì sinh tử bệnh lão này nó là cái chuyện quá quá bình thường, sinh lão bệnh tử. Dạ, dạ. Tại vì con cũng run quá, con bị xúc động. Hát bài này xong con xúc động quá, nếu con không kiềm chế chứ con khóc hết bài luôn. Tại vì quá, cái bài hát quá quá chạm đến trái tim của con. Tại vì con cũng lo sợ một ngày nào đó mẹ con rời xa. Và cái ông anh mà đứng bên cạnh con cũng là một người anh đi chung với con hôm nay, thì mẹ đang bị bệnh, nhưng mà mẹ vẫn chưa có tinh tấn, mẹ chưa có tìm được cái của nguồn ánh sáng của Phật Pháp để có thể đến chùa thường xuyên. Mẹ chưa có được cảm hóa điều đó, cho nên hy vọng rằng anh sẽ có duyên với lại chùa mình, anh đến đây và anh được chiếu cố, được đưa mẹ tới đây nhờ thầy. Thì mẹ cũng có khuyến khích, tại vì mẹ được cái tìm được một cái nơi để sinh hoạt, cũng như là một cái nơi có thể trong cuộc sống mình nó cảm thấy bình an hơn. Tại ở nhà một chỗ mà ngồi xem YouTube hoài cũng mệt lắm, tại vì mình phải ra đường, phải đi, phải vận động, phải tập thể dục thì mới khỏe được, đúng không quý vị? Cho nên là rất cảm ơn ơn trên đã giúp cho thầy có một cái nơi để thầy có thể giúp được lại cho tất cả các cô chú, các cụ, những người lớn tuổi. Con thấy điều này con hạnh phúc lắm, cho nên là khi mình nhận lời mời của thầy, suốt một năm hát ở đây con cũng vẫn xin hát một năm ở đây luôn. Con không muốn vắng mặt một chương trình nào cả, bởi vì con nghĩ đây là một nơi mà con thể nghĩ rằng là nó truyền cảm hứng được rất nhiều cho giới trẻ chúng con, và truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Người ta có thể thay đổi cái tư duy để người ta có thể sống nó an lành, an yên hơn. Chứ không thôi sống ở ngoài đời mà nếu không có sự nương tựa Phật Pháp hay là có người dẫn dắt thì sẽ bị trông chênh, sẽ bị lạc đường, lạc lối. Dạ, con thấy điều này rất là ý nghĩa, nên con hôm nay con đến đây một lần nữa khi nhận lời cũng cách đây mấy ngày thôi. Mặc dù lịch diễn của con từ Tết giờ rất là dày đặc, con chưa có thời gian được nghỉ ngơi cho bản thân mình, nhưng mà con cũng rất quê hương, xa tình thương, xa mái nhà thân thương, xa hàng xóm, xa cả mẹ hiền. Ngồi một mình nơi đây, con thầm tiếc thương cho kiếp người. Đánh mất cuộc đời, đánh mất lòng người trong con rồi mẹ ơi. Hiền ơi có hay, giờ con đã bơ vơ nơi xứ người, nghẹn ngào theo năm tháng, con ngồi đêm sao rơi nơi núi đồi, buồn nặng sầu quanh đây, nghe lời nói thương yêu của mẹ hiền. Dù con có lớn, suốt cuộc đời này lòng mẹ vẫn theo con. Rồi thời gian cuốn trôi, mẹ tôi đã đi về cõi vĩnh hằng,
vắng, trong lòng đất rêu xanh phố thời gian. Tình mẹ thật bao la, muôn nghìn núi trăm sông cũng không bằng. Xin kiếp sau làm người, con nguyện sẽ đáp đền công ơn. Hỡi ai kia còn có mẹ, tôi xin anh nghe một lời khuyên. Anh vẫn còn ba mẹ, xin hãy gắng chăm lo cho người. Đời mẹ già trong tranh, như cành liễu chơi vơi đứng chờ mưa. Hoang phí cuộc đời, nếu mất mẹ rồi thân anh giờ lẻ loi. Sớm xa cả mẹ hiền, ngồi một mình nơi đây, con thầm tiếc thương cho kiếp người. Đánh mất cuộc đời, đánh mất lòng người trong con rồi mẹ ơi. Mẹ hiền ơi có hay, giờ con đã bơ vơ nơi xứ người, nghẹn ngào theo năm tháng, con ngồi đêm sao rời nơi núi đồi. Buồn nằm sầu quanh đây, nghe lời nói thương yêu của mẹ hiền. Dù con có lớn, suốt cuộc đời này lòng mẹ vẫn theo con. Rồi thời gian cuốn trôi, mẹ tôi đã đi về cõi vinh hằng. Lạnh lùng nơi hoang vắng, trong lòng đất rêu xanh phủ thời gian. Lòng mẹ thật bao la, muôn nghìn núi trăm sông cũng không bằng. Xin kiếp sau làm người, con nguyện sẽ đền công ơn. Hỡi ai kia còn có mẹ, tôi xin anh nghe một lời khuyên. Anh vẫn còn ba mẹ, xin hãy gắng chăm lo cho người. Đời mẹ già trong tranh, như cành liễu chơi vơi đứng chờ mưa. Hoang phí cuộc đời, nếu mất mẹ rồi thân anh giờ lẻ loi. Đời mẹ già trong tranh, như cành liễu chơi vơi đứng chờ mưa. Hoang phí cuộc đời, nếu mất mẹ rồi thân anh giờ lẻ loi. Đời mẹ già trong tranh, như cành liễu chơi vơi đứng chờ mưa. Hoang phí cuộc đời, nếu mất mẹ rồi thân anh giờ mồ côi. Thank you.
về, em xin thành tâm dâng đến mẹ những lời yêu thương nhất và gửi đến cho tất cả những người mẹ trên cõi đời này những điều tuyệt vời nhất. Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi cuộc với tôi những bước chân đầu, thế tôi đâu mẹ gặp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nỗi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn còn vuốt con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Dạ, hạnh phúc lắm đó quý vị. Đúng là kiếm tiền thì không khó, nhưng mà kiếm tình cảm còn khó hơn nữa. Và hôm nay nhờ thầy mà Quang Tuấn Du đã có được tình yêu thương của quý vị, nhất định sẽ sống thật tốt để không phụ lòng tất cả quý vị. Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đâu mẹ gặp trăm lần. Lúc tôi cần bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nỗi. Quý vị hát chung với Du nha. Mẹ ơi những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn còn một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Các anh hát chung với Du nào. Bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Cảm ơn nha. Mẹ, con lớn lên những yêu thương, lúc vui buồn phút con trai, mẹ là cha. Cảm ơn quý vị. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con. Áo nào sờn dài, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào a ơi, bên mái tranh đầy yêu thương. Chùm chim môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Cánh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con. Bẻ đọt mộng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm điệp kêu. Ngày thơ ấu đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi, mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo còn sờn dai, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm về đây bên mái tranh xiêu. Một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây. Canh cá đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy buồn, nói buồn mẹ tôi. Rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn con. Bẻ đọt mộng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu. Ngày thơ ấu đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi, mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo còn sờn dai, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm về đây bên mái tranh xiêu. Một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây. Canh cá đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy buồn, nói buồn mẹ tôi. Quê hương là ca dao, mẹ ru thiết tha hôm nào. Quê hương là
con sông san sát từng cây lúa. Quê hương là trăng thăng đùa vui líu lo trên đồng. Quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ. Tiền che tâm ta mở lối đi, đồng tiền mình làm bằng công lao sức lực chính ta. Tiền quan minh tiền trong sáng, lương tâm ta bình an. Đừng lụy đồng tiền mà đen tâm thay già trắng đen. Đừng vì đồng tiền mà chăm luôn xa vào tối tăm. Đừng mua vì tiền mà gây ra bao cảnh trái ngang, làm bao nhiêu điều oan khiến, khiến cho cuộc đời sầu bi. Hãy thấy đó mọi người giống như mình, cũng biết khóc hoặc cười trước vui buồn. Hãy biết dốc tiền vào chốn đau thương, bởi lúc chết đồng tiền chẳng đi theo mình. Chớ oán trách đời mình vẫn đang nghèo, chớ đắm đuối tiền vì muốn sang giàu. Cố gắng sống một đời sống thanh cao, tiền đâu phải là tất cả. Ha ha. Làm được đồng tiền thì tạo cho gia đình ấm no, làm được nhiều tiền thì sẽ chia cho người khó khăn. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Đồng tiền của chúng ta nó chỉ là một cái vòng luẩn quẩn thôi. Mình tạo ra nó rồi mình cũng sẽ mất nó thôi quý vị. Tôi tin điều đó 100% luôn. Bây giờ chúng ta sống vui, sống đủ và biết mình đủ được rồi. Dạ. Yeah. Hãy thấy đó mọi người giống như mình, cũng biết khóc hoặc cười trước vui buồn. Hãy biết dốc tiền vào chốn đau thương, bởi lúc chết đồng tiền chẳng đi theo mình. Chớ oán trách đời mình vẫn đang nghèo, chớ đắm đuối tiền vì muốn sang giàu. Cố gắng sống một đời sống thanh cao, tiền đâu phải là tất cả. Ha 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 ha. Làm được đồng tiền thì tạo cho gia đình ấm no, làm được nhiều tiền thì sẽ chia cho người khó khăn. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo.
em ơi. Hát mà rớt cái râu luôn. Bài hát Tiền và Đời. Yeah. Có ai biết bài này và nghe bài này chưa? Bài của anh Phi Long. Chị nghe rồi hả? Dạ. Có quý vị nào nghe vô tay ạ? Cũng... Dạ. Vậy thì mình hát thôi. Nếu chưa nghe em hát cho quý vị nghe nha. Chị cho em uống miếng nước được không? Em khăn tức khắc uống nước quá. Dạ. Bỏ vậy sao nước đục ngầu vậy? Đồng tiền chỉ là tờ giấy in màu, vậy mà con người đành soi lừa nhau. Cuộc đời ta là một tuồng điên trên sân khấu, khi cuộc vui tàn rồi lừa khách về đâu. Đâu ai nắm được ngọn gió trong tay, mắt ai thấy được dấu vết chim bay. Chiều sâu lòng người nào ai hiểu thấu, tuổi đời mấy dài cũng chẳng bao lâu. Vì quá bon chen nên quên đi tình nghĩa yêu thương. Tiền bạc công danh vì ta chìm trong cuồng phong tranh chấp, cố vượt lên cao mặc kệ ai sống chết ra sao. Nhiều người quá khổ đau, mùi tình yêu không biết thế nào. Chốn phù vân đây, tin hiện thân là đến đọa đây. Đừng xung xung lời hứa với nhân tình, đừng làm khơi dậy vết thương lương tâm. Mà nhìn người cơ hàn ta càng thêm thương xót, sang hèn kiếp người may nhờ rủi ro. Mấy ai thấu hiểu sự muôn phiền của tha nhân, đắng cay bất hạnh khôn khó gian truân. Phù sinh ta từ hư vô mà đến, hỏi tin có dại từ chốn sẽ ra đi. Mấy chị cười em gì vậy? Em hát bài buồn mấy chị cười kỳ quá không? Chắc là tại cái râu quá. Nên quên đi tình nghĩa yêu chung, tin và công danh vì ta chìm trong cuồng phong tranh chấp, cố vượt lên cao mặc kệ ai sống chết ra sao. Nhiều người quá khổ đau, mùi tình yêu không thế nào. Chốn phù vân đây, tin hiện thân là đến đọa đây. Đừng dùng xuông lời hứa với nhân tình, đừng làm khơi dậy vết thương lương tâm. Mà nhìn người cơ hàng ta càng thêm thương xót, sang hèn kiếp người may nhờ rủi ro. Sự muôn phiền của tha nhân, đắng cay bất hạnh khôn khó gian truân. Phù sinh ta từ hư vô mà đến, hỏi tin có dại từ chốn sẽ ra đi. Phù sinh ta từ hư vô mà đến, hỏi tin có dại từ chốn sẽ ra đi. Tôi đi vô xấu hổ quá. Dạ.
Dạ con quên. Nó rụng cái râu của em, xấu hổ.